Chào buổi sáng cô chú đi con. Xin chào cô chú buổi sáng. Hôm nay Alex đi học á nha. Alex hôm nay được mua cái này nè, cho nên sáng kêu Huyền á là phải quay đi. Ổng mệt ổng ghê vậy đó. Mấy hôm nay Alex vô toàn là chơi ké của bạn không à cô chú. Đâu có, có trong trường đó. Ở trong trường thì các bạn đem vô đó. Thì hôm nay mẹ mua cái này nè, nhưng mà chơi là không có chạy ngay chỗ nước nó ướt nha không. Ừ, với lại chỗ đá rồi nếu mà con chạy là nó chạy dưới này nó không chơi nữa đó. Rồi thôi đi ra đi, ba đợi ngoài xe để trễ rồi. Mê lắm luôn á mà. Huyền thấy cái tay nó đau á, Huyền không có cho nó chơi á các bạn. Nhưng mà mấy cái cô bác sĩ của nó cứ cho nó chơi, nó vận động bình thường thì không sao hết. Các bạn coi hôm nay bên Huyền 4-5 độ cộng ha, cho nên nó tan nước ra các bạn coi nè. Chỗ này đi giống như là đi băng á các bạn. Sáng là mình đã đẩy muối bớt rồi đó, bớt cho nó coi nè. Cái này mà có cái giày đi băng nó đi được luôn. Hồi sáng em chạy xuống đã lắm. Thôi em dám chạy đâu, trời té gãy răng. Hai cha con là lấy khoái vậy đó. Té trong trời đâu. Bạn coi nó láng bóng nè, cho nên nó những cái người lớn tuổi ở đây á các bạn, người ta không dám ra đường lúc trời này. Hồi sáng Huyền đưa cho anh Hùng một bọc muối, anh rải cho nó tan bớt á, láng cón ngoài đường hết luôn á, gãy muối với lại gãy đá mịn đó các bạn. Đây trời ấm rồi đã chảy nước nè. Anh Hùng mới chạy đi mua cái này cho Alex nè cả nhà. Có bạn chỉ Huyền đó là cho Alex xách cái vật nặng vậy á mà nó không có chịu làm các bạn, cho nên là Huyền mua cái này đeo vô cái tay đó. Còn cách đây tối Huyền với anh Hùng cũng tìm hiểu rồi á, ảnh mới chạy đi siêu thị đặt hồi tối kêu nó giữ hàng lại cũng sợ nó bán á, xong rồi ảnh chạy đi lấy đó rồi đeo vô cái cổ tay ảnh thôi. Đó. Đó. Nhưng mà ký nó vừa đó. Cái này một cái một ký. Nặng như mấy người tập võ nữa các bạn. Nè cho anh ăn sushi đó xong. Đó nè. Vừa lên. Phải à. Phải. Cho anh ăn sushi đây, xong rồi anh tập. Nha. Quay vô đi. Ok. Nó làm với con. Đó nè, Alex giỏi không cô chú, tập nè. Tập con chuột kìa, giỏi quá. Hạ xuống con, hạ xuống. Giỏi. Giỏi lắm. Đó. Khách đặt gì anh? Áp dụng mình phải tập chúng nó mới chịu. Đó. Nhẹ xuống, kéo lên. Nhẹ quá. Nhẹ nè Alex kể coi hôm nay Alex vô tập với cái ông bác sĩ đó, Alex thích lắm phải không? Thích. Vui không con? Đó cho nên là ảnh hợp tác với ông bác sĩ lắm. Ở đây ở cái chỗ này á nó hay hơn cái chỗ ông bác sĩ kỳ trước các bạn, là có nguyên một cái phòng tập vật lý trị liệu luôn, dụng cụ đồ á. Alex vô đó chơi vui hả con hả? Giống vừa chơi vừa tập. Leo rồi, cái có một tạ. Có một tạ nè. Kéo một tay. Rồi đi bằng người ta muốn cầu thang á. À bằng cầu thang để con leo lên đó. Quá quá vậy. Bò a à, giống như leo núi đó đúng không? Có cục quá phải không? Mấy bữa em leo quá. Leo cầu thang trên vách tường á. Thì đó giống như leo núi á, mấy cái đúng cục rồi, cục đó nhớ. Leo thả một tay, tay à không còn. Thả một tay à. Đó. Trời ơi mừng quá tôi Huyền kiếm được đúng chỗ tập rồi các bạn. Giỏi quá. Thì bây giờ mình ở nhà mình ráng tập ảnh vậy nữa này các bạn cho nó mau ngay nhé. Anh Hùng hôm nay đòi ăn mứt gừng. Wow. Uống trà ngon các bạn, với lại gừng ăn nó tốt á. Cho nên là hôm bữa mình mua gừng để mà đâm ra làm rượu cho Alex á, rượu gừng á với lại phần nữa thì làm mứt cho ba. Ăn gừng nó sáng mắt. Cô chú,
Nhưng mà để mình, em sắt cái gà này xong rồi để mình bán xong rồi hả, làm tới cái mức gừng cho anh. Đây nè, tụi Huyền có cái mật thất nè nghe cả nhà. Hồi nãy giờ Huyền chưa quay cho các bạn coi đúng không? Thật ra trên đây là cái kho của tụi Huyền nữa, tụi Huyền có cái kho trên này. Của cải nằm trên đây hết đi các bạn. Ừ. Của cải nằm trên đó đó. Bao nhiêu của cải đều nằm trên đó. À, mùa đông thì tụi Huyền để đồ ở đây khỏi xuống dưới hầm lấy nó lạnh hết các bạn. Còn mùa hè thì tụi Huyền chất ở dưới. Thật ra tụi Huyền để hộp được trên đó, chất trên đó nhiều lắm. Mà ở đây người ta làm hay lắm, cái cầu thang này các bạn coi xếp lại nè. Xếp lại gọn hơn à. Đó. Hay không? Xong rồi đó. Xong lấy cái viết chì con. Đó, đúng không? Này Huyền đang làm ra để mà làm mứt gừng cho anh Hùng á. Hôm qua mua bọc thấy thiếu, hôm nay mua thêm bọc nữa các bạn. Anh Hùng anh thích ăn gừng già. Già nó cay nha các bạn. Gừng càng già càng cay. Nghe cái mùi thơm quá trời. Nghe nói ăn gừng tốt dữ lắm. Sáng mắt nữa không biết có không. Cho nên mình lớn tuổi này cái xuyên ăn gừng nha các bạn. Hôm kia mình nói là tốt cho sức khỏe nè. Hôm kia mình nói phai rồi. Đó là về mẹ bỏ rượu vô nè. Chút mình làm. Nó teo tốt rồi. Để em sao? Em làm cái gì đó. Rượu gừng cho lát. Mấy cái dẻ ha. Dạ, mấy cái loại nó hơi héo héo họ, tại hôm bữa trước mình mua nó không có được tươi. Hôm nay vô StuCat cái tụi Huyền thấy anh Hùng thấy cái này nó hơi tươi nè, cái mua thêm á. Dạ. Mà cạo ra trụ nước nó văng vô mặt nha. Dạ cái gì? Dạ. Làm cái này để dành ăn ấm bụng các bạn. Đồng lắm đó, ha. Đồng á. Ăn đồng trà. Đó. Anh Hùng nó khoái đó. Rất học nó xong đi rồi học tập tay chơi với ba. Gừng này Huyền cắt Huyền rửa xong rồi các bạn. Nãy giờ Huyền chạy ra chạy vô nên không có quay cho các bạn xem á. Nhưng mà đợt này anh Hùng lựa gừng già cho nên nó có cái màu đen đen nè các bạn ơi. Cả nhà thấy không? Huyền thì thích làm cái loại gừng nó hơi non non chút ha. Nó non non chút thì cái màu nó sẽ trắng vàng vậy nè. Còn cái này sao nó có cái màu đen á. Nó già nó hơi có sơ á, mà anh Hùng ảnh lại khoái vậy các bạn. Già thì nhiều khi mình làm lên gừng nó không có được trắng, nhưng mà ăn nó cay ha. Đây nè, Huyền đang bắt nước. Đó, Huyền đang bắt cái chảo nước để Huyền trụng nó, trụng vài lần để cho nó bớt cay á các bạn. Huyền làm ở ngoài tiệm là Huyền không có quay được, khó quay á. Tại vì khách Huyền phải chạy ra chạy vô á, có khách nữa. Nè cả nhà, cái này không biết nhiêu để Huyền cân thử coi. Đó, đây nè, các bạn thấy không? Có mấy cái củng sao nó đen quá. Thôi kệ ha, tại Huyền thấy mấy cái củng này nó cũng già các bạn. Nó sơ nè. Đó, cái này Huyền cắt hơi dày để Huyền chẻ lại chút. Cái cân nó hết pin rồi, Huyền định cân để mà cân đường á. Hết pin rồi, hồi cái này chắc Huyền nhắm chừng đại. Hồi nãy Huyền định làm ít thôi các bạn, mà sao bây giờ thấy nó nhiều quá, nguyên một rổ bự luôn. Mình tranh thủ lúc mà không có khách đó mình làm nữa nè. Để mà có khách vô cứ chút nó tan xong mình làm trong cái chảo này luôn. Mình đang sơn gừng nha các bạn, vừa làm vừa chạy xô nha. Với đây Huyền đang chưa chả giò cho khách ha. Làm ở ngoài tiệm thì Huyền ít có quay được cho các bạn xem lắm, chỉ có ở nhà thôi. Wow, chả giò chín rồi. Một người đặt 8 cây.
còn cái đây món ruột của mình nè các bạn ơi. Trời ơi, mình khoái gừng lắm nha, mất gừng á. Vừa rồi về Việt Nam ăn vá cho ăn. Sáng sớm ra ăn này uống trà nè. Cái bụng mình nó chắc á. Cảm thấy nó chắc cái bụng các bạn. Cái món này khoái dữ lắm. Với lại mình nghe nói là ăn gừng tốt cho sức khỏe nè. Với lại ăn cho nó mắt, mắt của mình nó bị nó sáng á. Sáng mắt nữa nè. Wow, bữa này có thấm tỷ xô nha. Bữa này có một người khách nè các bạn, đặt ăn cá lóc quá trời nè, ba cái mini lox rồi nhiều dữ lắm nè, 1,200 luôn, trời ráng làm nè, cho nó xanh nè. 10 phút làm nổi không? Làm kịp không? Cái tay Huyền lúc này là nó không có còn nhanh như hồi xưa nữa nha các bạn. Hồi xưa Huyền làm nhanh hơn lắm. Tay Huyền lúc này tại nó cũng bị tê rồi, nó ảnh hưởng chút xíu. Ở đây người ta ăn cá lóc nhiều lắm các bạn. Cá hồi á. Cá hồi dễ ăn. Thường thường mình ăn sushi mình cũng ăn cá hồi nhiều à. Cá này nó dễ ăn á. Cô Thấm làm nhanh. Làm giống như quay nhanh nha các bạn ha. Đó, khách gọi nữa nè. Thôi bây giờ mình pause xe rồi mình giúp cô Thắm làm cho nó nhanh nha các bạn. Cái điện thoại gọi quá rồi. Uri sushi. Này các bạn, gần 3 cái Lux Mini nữa nè. Các bạn thấy không, ở đây đang lóc cá hồi nhiều ghê không? 1, 2, 3 đó. Rồi bây giờ mình giúp bỏ gừng vô cho nó nhanh nha. Cứ hai cây là một hộp chấm đó. Mình làm xong mình để đây, khách tới mình đưa. Làm xong mất rồi. Đầu tử tử lâu nữa. Wow, đầu tử giỏi quá ta. Sao rồi hôm nay sao thấy đen phù lù vậy? chút nữa nó trắng lên, nó khô, nó trắng lên chứ. Nó ngấm nước hôm nay mình cắt sao nó bị hơi mỏng quá. Lại tại vì thấy nó già, nó sơ quá, cắt mỏng ăn cho nó đừng. Rồi bây giờ mình đang thử cái gì nữa. Crispy chicken roll 10 feet, 4 cây chay giòn nữa, 2 cái lox mini tip. Ok. Lấy 2 phút cho giòn 2 phút. Rồi ba lấy chả giò cho chiên đi. Để em coi cái gừng. Con muốn ăn sushi với gì? Chả giòn ăn hết rồi. Hết rồi hả? Chắc là mai làm quá, mai thứ mấy? Mai làm thêm. Em sợ cuối tuần không có đủ. Người đang canh cái gừng cái. Cái tuần này bán được rồi, đủ á. Ghê quá. Còn đá nó nhìn các bạn. Phải đeo mặt nạ mới được. Wow, khô lại rồi đó. Bên này cô Thấm được rồi. Vừa làm gừng cho mình, vừa chạy quá trời chạy ha. Như người mấy các bạn. Đó, khô bớt rồi đó. Còn ở đây mình chiên gà với lại chả giò. Tới đâu rồi mà quậy dữ. Ủa nó cũng khô lại, đây ngon rồi nè. Khô rồi. Mà mỏi tay quá. Mỏi tay em đưa anh làm cho. Ăn làm anh sợ khét. Sao khét? Nó vừa tay. Hôm nay Huyền làm không có chanh đó, cho nên là nhìn nó lúc mà luộc có các bạn không có chanh đó, cho nên nó hơi đen, với lại gừng già thì nó nhìn cái màu nó hơi vàng, nó không được trắng lắm. Nhưng mà ở nhà ăn mà không sao đâu. Đúng rồi. Ngon chưa? Phải cá chanh nó mới vàng được hả? Không phải, cá chanh lúc mình luộc có cho cái miếng gừng nó hơi trắng hơn chút xíu á. Ngon á. Giống chưa? Ngon.
đó, em phải đảo tới đảo luôn cho nó đừng có cháy cái đít, với lại nó thiệt là ráo đường à. Ngon mà. Ô mà ngọt mỏi quá đó. Khổ quá. Thật ra thì định làm ít thôi các bạn, mà sao cắt con hộ thành một lỗ quá trời bự luôn. Chiều ăn tối đa. Ôi, cái giò chín rồi nè. Cái giò đá mình chiên là khoảng 7 đến 10 phút, 7 phút à. 5 đến 7 phút là xong rồi các bạn. Đợi nó ráo chút xíu mình bỏ bọc. Thơm không? Mùi tốt lại rồi đó các bạn, mùi tốt lại nha. Ở không làm này bán được nè. Đó, ngon này các bạn, thấy chưa? Ngon lành cành đào còn gì nữa. Xuyên chút xíu mà có gừng ăn không? Hôm nay Hường bán cái món này nhiều quá chừng luôn rồi, sáng ai mở hàng vậy? Hường không biết nữa, mà yên tâm, các bạn có tin không? Hello. có nhiều lúc mà cái người đầu tiên người đó nhiều lúc người ta mở hàng cái bữa đó mình bán toàn những món đó không à? À không, tin cũng không được các bạn, ngộ lắm. Hôm nay nè Hường bán hồi sáng giờ cỡ 20 cái này rồi đó. Nhiều dữ lắm. Nhiều rồi đó nha. 20 là 20. 20 là 20 đúng rồi. Alex cái tay kìa, hạ tay xuống coi. Rồi giỏi lắm. Co lên coi. Hạ xuống. Một cái vậy là 1 ký đó các bạn. Hai cái nữa 2 ký. Rồi cho Alex quen rồi dạ, mơ mốt cái quần đeo thêm cái nữa là thành 2 ký. Xong rồi, vô uống trà coi. Mình làm cái này nó cũng vừa ngọt, không quá ngọt các bạn. Mình canh đại đường à, chứ mình cũng không biết liều lượng nhiêu nữa. Đó. Nhưng mà nó không có được trắng lắm cả nhà, nó hơi vàng ở ngoài á, thì nó ở trong hình cái màu nó hơi đậm á, ở ngoài nó hơi vàng nhạt nhạt thôi chứ không có đậm giống như vậy. Tại chỗ này của Huyền nó thiếu ánh sáng, nhìn nó tối á. Khô quá bà. Ba cho hỏi nè. Ồ, nó mới thì cũng mau khô quá hả? Ờ, làm xong rồi khô liền mà anh. Nhiêu đây được rồi hả? Nhiêu đó cũng được. Mẹ ơi. Ơi. Nó chưa khô gì mấy cho nên nó chưa có trắng. Ngại không phải đâu. Nó áo đường ở ngoài ít quá. Nó bên quy này rất là hợp cho những cái này uống trà các bạn. Ở nhà rồi đó. Trời nó lạnh đó. Nóng cái bụng. Ăn cái thấy nó ấm bụng nha. Ăn nó ốm luôn đó nha. Mấy cái này gừng nó già nè, để mình ăn thử nó có sơ không nha. Anh Hùng khoái gừng già hả? Phải. Vâng. Các bạn thấy sơ không? Ở bên đó hồi bữa mình mua ở tiệm người ta làm xong rồi người ta cân ký bán á các bạn. Ở Việt Nam mình mua mà như 100g nó bán mấy chục ngàn anh quên rồi. 20. Cũng rẻ lắm. Nhưng mà ăn tươi vậy tốt mà hả? Cái gì ăn tươi? Nó hơi tươi tươi đó. Mà Hường làm cái kiểu nó hơi dẻo chứ nó không quá khô. Không biết sao nó ra vậy các bạn. Làm gấp quá. Tụi nó cay. Cay. À, các bạn biết sao mà anh Hùng đòi ăn mứt gừng không? Hồi tối ổng coi YouTube xong cái ổng nói với Hiền, ổng nói coi cái YouTube cái bà bác đó, bà ăn mỗi ngày ta ăn vài lát gừng. 36 năm rồi. 36 năm rồi bà. Bà đó không bệnh gì hết đó các bạn. Cái bà bác đó lớn tuổi rồi. Nãy kia cái cô đó chia sẻ nói ai mà ăn gừng nhiều á thì nó tốt cho sức khỏe với lại sáng mắt nha các bạn, không có đeo gương cộng đó, cho nên là em sáng nay là phải làm nha, nghe chưa, sợ gì không. Nhưng mà mình cũng tin á là gừng nó rất là tốt cho sức khỏe nè các bạn ha. Không biết các bạn nào cũng thích ăn gừng giống mình không, chứ mình thích ăn gì lắm. Ở bên tàu lụa các em ra mình làm đồ ăn á, từ bỏ gừng vô á. Em muốn ăn gừng á. Còn ở Nhật thì người ta ăn sushi rồi có gừng nhiều rồi. Nhưng mà hôm đó mình có nghe mẹ nói là người ta nói ăn gừng ban đêm không có tốt. Sao vậy? Đâu biết đâu, nói là ăn ban đêm nó độc, nhưng mà mình thấy người Nhật người ta sushi thì sao? Ta ăn sushi, ăn gừng mỗi ngày sao ha? Thời tiết lạnh là mình thấy ăn mấy cái này nó hợp các bạn, nó ấm bụng mình á. Ngon các bạn. Nhưng mà em làm không có quá. Thường làm ở ngoài nó không có áo đường nhiều.
đó. Ủa? Cho nên ăn cũng không có ngán các bạn. Còn hôm bữa anh mua ở ở dưới chợ đó, em thấy đường nhiều quá à. Một nhiều lớp luôn á, một lớp đường lấy hình rồi. Đủ Huyền làm tăng xong vô nghỉ mệt. Wow, chạy hết cái này á. Như người nói với các bạn á, thường á người ta ăn á đúng giờ nha các bạn, vô một phát vậy đó, cái xong ngưng lại hồi vô một phát nữa. Mình sẽ dọn nè, cho nè chiên sao dương cây không? Nãy khách đặt 6 cây nhưng mà lần đầu nó bỏ vô thành 7 cây, cuối cùng mình hưởng. Nửa lâu mà nó vẫn giòn. Ngon. Đừng nó nóng, uống nóng vô cái. Một cái phần này là hai người ăn này các bạn, 40 cục ha. Đó các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ bưng một tay nè. Đã chưa? Washington. Trời, cắt gì đẹp dữ. Xong hay không? Hay nhanh dữ vậy. Điều quá cho điều nữa các bạn. Wow, lợi hại không? Sushi mấy cây maki á các bạn. Dùng dưa nè với bơ này nhiều dữ lắm nè. Đó, chạy tới chạy lui. Lên làm tiếp. Trong vòng dưới một phút. Nhanh mấy vậy mới làm bếp được nha các bạn. Thấy vậy đó. Đây là khúc cửa anh quên đó, tụi Huyền xong rồi. Chút anh dục rác nữa hả, phá cửa. Đây nè, chuẩn bị về nha các bạn. Bây giờ em múc bọc gừng cho anh về nhà hả? Để sáng anh uống cà phê á ha. Ok. Bữa nay ăn gừng không mà no luôn các bạn. Ồ, sáng giờ Huyền với anh Hùng không ăn gì hết trơn á nha. Không có ăn khoai tây chiên chứ hả? Sáng cái này kêu đùng phát. Hai lát bận đồ vô đây chuẩn bị về con. Tới mà dọn về là đầu cổ mình bù xù rồi các bạn. À, cũng đã bù xù lắm. Hai lát cũng bù xù lắm. Thì thôi cả nhà Huyền tạm biệt các bạn tại đây ha. Hẹn các bạn clip tới 11 giờ tối ngủ. Tạm biệt cô Tú.